Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Tô Vẽ Tranh Chiến của mình. Và hôm nay thì mình sẽ mọi người đã hoàn thành bức tranh hình ảnh về hai cây dừa trên một bãi dừa nha các bạn nhé. Các bạn cùng mình theo dõi hết video để biết cách mình tô màu cho bức tranh này nha. Và đây là bức tranh của mình ngày hôm nay nha các bạn. Mình sẽ sử dụng đến cái bộ bút chì màu để hoàn thành cho bức tranh của mình ngày hôm nay. Và đây là bức tranh hình ảnh về hai cây dừa mọi người nha. Và đây là bộ bút chì màu mình sẽ sử dụng để tô màu cho bức tranh của mình ngày hôm nay nhé. Hình ảnh về cây dừa này của mình ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng cái nước màu nâu dùng để tô cho phần thân của cây dừa này nha. Và đây là phần thân của cây dừa mọi người nhé, sẽ được mình tô với màu sắc đó là màu nâu. Và tiếp tục thì mình sẽ sử dụng đến màu xanh dùng để tô cho phần chi tiết ở dưới gốc này nhé. Và tiếp theo thì mình sẽ tô màu xanh lá cho phần những phần tàu lá của cây dừa này. Màu này là màu xanh lá nha các bạn. Mình sẽ tô lần lượt nhé, cho hết cái phần màu xanh lá này. Và tiếp tục thì mình sẽ sử dụng đến màu xanh để tô cho cái phần lá dừa của cây dừa thứ hai mọi người nhé. Mình sẽ tô lần lượt cho hết cái phần lá dừa này nha. Và tiếp theo thì mình sẽ sử dụng đến màu xanh để tô cho cái phần đám mây này nhá. Ở trong bức tranh của mình thì có hai đám mây các bạn này. Và đây thì mình sẽ tô màu xanh cho phần đám mây nha. Màu xanh này của mình là màu xanh da trời mọi người nhá. Và đây là phần đám mây thứ hai nha các bạn. Và tiếp theo thì mình sẽ sử dụng đến màu nâu này dùng để tô màu cho phần đất nha. Và đây là phần đất nha các bạn. Mình sẽ tô màu cho phần đất này. Phần đất này thì dùng để trồng cây dừa này nha. Đây là bãi đất nha các bạn. Mình sẽ tô lần lượt
cho hết cái phần bãi đất này. Là mình đã hoàn thành xong bức tranh của mình ngày hôm nay rồi. Các bạn yêu thích cái mẫu kết hợp màu này của mình thì các bạn có thể tham khảo cái mẫu kết hợp màu của mình để hoàn thành bức tranh hình ảnh với hai cây dừa rất là xinh xắn này nha. Và mình đã hoàn thành xong bức tranh của mình ngày hôm nay rồi mọi người nhé. Và đây là bức tranh của mình ngày hôm nay nha các bạn. Các bạn có thể thấy thì ở trên tay của mình là bức tranh hình ảnh vì hai cây dừa này đã được mình hoàn thành bởi rất là nhiều các phân loại màu sắc khác nhau. Các bạn có thể tham khảo cái mẫu kết hợp màu được của mình để hoàn thành những bức tranh hình ảnh về hai cái dừa này. Video của mình đến đây là kết thúc rồi mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mọi người nhớ like và subscribe cho YouTube mình nha. Xin chào và gặp lại.